Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con xe Miata. Con xe này dáng cào cào, chạy dây xích, giò đĩa nhôm, chạy dây xích, vành inox 26 nhé. Đấy, đùm trước là đùm phát điện bê tông, đùm sau là đùm Shimano. Đấy, trên xe này thì duy nhất có cái rổ trước thôi. Cái rổ inox là inox Việt Nam nhé, inox 304 không hít nam châm. Còn bây giờ thì mình sẽ quay cận cảnh cái con cào cào Miata này cho các bạn xem. Con này thì cái hệ sườn của nó đó, cực kỳ đỉnh, nồi đồng cối đá luôn. Đó, mình quay cận cảnh cái sườn cho các bạn xem. Đây nhé, tay đè đây nhé. Đây, mình test tay đè luôn cho các bạn xem. Có con thì mình test, có con quên. 1 này, 2 này, 3 này, 3 này, 2, 1. Đấy, này, 2, 3, 3, 2, 1, ok. Đấy. Con Miata thì nó đấy nhá, nó có cái logo bé xíu ở đây nhá. Mình bắt nét đấy các bạn nhá. Mình đang quay ngoài trời, nhà đang chuẩn bị làm nhà cho nên là quay cái chỗ quay, cái trường quay nó bị chiếm hữu rồi. Tranh thủ thợ gọi là nghỉ trưa thì mình quay thôi. Bê tông nhé. Đèn là đèn Miata nhé. Đèn Miata đây, có chữ Miata đây, bắt nét cho mọi xem. Đấy, để chữ Miata này. Rồi. Cam zin. Vành inox. Bỏ đây. Đấy. Vành inox bê tông nhé. Sơn con này thì trên cả đẹp nữa. Đây. Mình đấy, các bạn thấy ánh sáng ngoài trời nó chiếu vô này. Đây. Nước sơn zin của nó đây. Đẹp long lanh. Đấy, này. Đó. Đây. Con này mình chưa xem nó sườn thép hay gì, mình về là mình quay luôn. Tại thường thường đây, dòng này cái chỗ này nó là nhôm. Đấy, bẻ bự, bẻ lớn, cực kỳ nguyên một cái khối nhôm đúc kín thế này. Rồi sườn này chắc ống thép đèn rắc co của nó này, cục này nhôm này. Đấy, ở đây thì có cái tem an ninh Nhật nhé. Đây này. Người ta lau chùi gì là số vẫn còn đọc được, nhưng mà có vẻ nó cái tem nó có vẻ nó bị cũ. Đây, tem Miata đây nhé. Đây, nhôm đây các bạn nhìn này. Cái phần này là inox nhé, phần này chắc thép quá, nhưng mà zin của nó đây này, chữ Miata này. Đấy, rất hoành tráng. Cái vỏ thì là vỏ trước là vỏ bê tông nhé. Đó, vỏ sau thì là vỏ Nhật. Đây, cũng vàng bãi Nhật, còn rất ok. Đấy, xe nó về như vậy nha. Đấy, có thể là quá trình chủ cũ người ta thay. Đấy, còn xích thì ok. Cái này là không phải là nó gỉ đâu nha các bạn. Đây này, cái nó ám dầu nha. Đấy, đây, mình chùi nó hết rồi đây nhé. Các bạn để ý cái nốt này nhé. Đấy, đấy hết rồi. Tại chưa có cọ đây. Lấy vải cọ là hết rồi. Đấy, nó còn xích còn rất ok. Cái chỗ này này là cái chỗ ấy dầu nhé. Đây này, như cái cụ thể như cái chỗ này này. Đây, mình vừa cạy ra nó trắng bóc này. Đấy. Đó. Ba ga xịn nhé. Đây, ba ga nó có mặt ba ga zin này. Zin theo xe luôn. Đấy. Dè zin, đèn zin, đèn của Miata đây này. Đèn zin của Miata nó như này. Đấy. Dè zin nhé. Đấy, có xe rất đẹp. Con xe này đây các bạn nhìn này. Đây, đấy, cái thế sườn thì nó khá thấp. Bánh thì bánh nhỏ, bánh 26 nhá, tức là bánh đường kính bánh 660, vỏ ruột thông dụng tại Việt Nam. Bán đây. Đấy. Vành inox cam zin. Xe rất đẹp luôn. Đây là cái mặt trái của con cào cào Miata. Đấy. Như các bạn đã biết thì Miata là cái thương hiệu nội địa của Nhật, chuẩn nội địa nhé, thương hiệu Miata rất lâu đời rồi. Thì đây là cái sản phẩm xe đạp kiểu dáng cào cào châu chấu của hãng Miata, xe đẹp long lanh. Đây, một lần nữa mình quay cái cạnh bên này cho các bạn xem. Đấy, mình hy vọng là ánh sáng đủ đẹp các bạn sẽ coi rõ được cái con xe này.
Đấy, sườn lành tít nhé, không cấn móp, rất đẹp. Miên ta đây. Đấy, tem an ninh đây nhé, giò đĩa nhôm. Đấy, ok, chân chống zin luôn nhé, chân chống zin mà nó còn sáng bóng này. Đấy, nhìn cái chỏi ra nhìn là thích rồi. Xe rất đẹp luôn. Các bạn nhìn cái thế sườn con này đẹp không? Rất đẹp, chắc chắn. Nhìn là biết nồi đồng quấy đá rồi. Các cụ xưa nói không sai đâu, bền như nồi đồng quấy đá. Nhưng mà mình nghĩ là con này nó bền hơn nồi đồng quấy đá, bởi vì nó bằng thép hợp kim. Bây giờ thì mình test cái đèn cho các bạn xem nha. Đây, bịt cái mắt nó sáng này, buông là tắt này, cảm ứng này. Đó, bịt tối thì nó hiểu là trời tối nó sáng. Đấy, rất ok nhé. Còn số thì mình ép số cho các bạn xem rồi đúng không? Đấy, như các bạn đây. Như các bạn thấy chỗ này là bánh trước bánh sau đều có đồng hồ báo hơi đang hoạt động tốt nhé. Đồng hồ báo hơi mà đang hoạt động tốt, rất xịn sò luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ về shop 3, lên shop 3 và mình test cái tay đề là Shimano Netsu nhé. Netsu, Netsu thì mình thì cứ phiên âm tiếng Việt Netsu cho nó nhanh, nó lành. Đây, cực ngon luôn. Đây, âm thanh chuẩn của cái đùm ba số thì nó như thế này, nó dè dè vậy đó. Đấy, vành tròn vo, vỏ bãi nhá, vỏ nó khác hiệu nhưng đều là vỏ bãi, đều là vỏ xịn hết. Xe nó về sau thì mình bán như vậy thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy cái chớn của nó không? Bạn nào thích con xe này thì gọi ngay cho mình nhé. Khẳng định với các bạn là cái sườn Minta này là nó là nồi đồng cối đá. Đấy, các bạn thích thì gọi cho mình.